Hôm nay Văn Thao xin giới thiệu chia sẻ với anh em nuôi chim cu sinh sản. Thì đây là cái công đoạn mình làm cái ổ đẻ cho chó. Thì cơ bản là các bạn dùng một cái lồng quạt và một cái rổ cộng với một chút cái này nó gọi là rễ cây xanh hoặc cây si nhá. Bạn để như này thôi để cho nó thoáng, nó không có bọ giật gì cả. Chim nó đẻ là nó phải có độ thoáng dưới trên ấp. Và các bạn lấy dây thép các bạn buộc rim cái phần phần rễ với phần rổ với phần cái này nó dính vào là một. Các bạn buộc hình chữ T, hình cái bánh chưng đó, làm ổ cho chim cu đó. Trưa đâu có ngủ đâu anh em. Khi các bạn cứ đam mê rồi thì cứ mày mò chả muốn ăn gì cả, chưa không ngủ loay hoay làm cái ổ đẻ cho chim. Thì đây là cái lồng quạt được gắn lên trên cái sàn chuồng, cách cái mái che này và cách cái sàn này khoảng 30 cm và cách mặt sàn dưới này khoảng 1 mét. Và đây là cái ổ mình nót rễ cây vào cho nó. Và con chim này, nó tác dụng của cái quạt này là nó nhảy lên, nó bậu đây và nó đi sang bên mép này. Thì tối là một con ấp, một con bậu ngoài hoặc là bậu cái vành vừa rồi này. Và các bạn dùng dây cố định như thế này, trông thế thôi nhưng mà nó rất là chắc chắn. Mục đích mình làm như này để chống trong hợp chuột nhỏ nó vào thì nó sẽ không đi vào cái đường dây này nó lên được, thành ra là chim sẽ không bị động hoặc là rắn rết nó sẽ không bò lên được để nó ăn trứng hoặc ăn con. Thế ra trong trường hợp mình không trông được, mình không có nhà và làm thế này thì nó rất là thoáng đãng sạch sẽ, con chim nó cảm giác nó treo đu đưa giống như ngoài thiên nhiên. Thì còn cái sàn đây thì các bạn làm một vài cái que bọ bằng bằng gỗ, nên nhớ là bằng gỗ. Và sàn này là cách mặt đất khoảng 30 cm. Lâu lâu thì mình xịt rửa sàn dưới phân để đây nó sẽ khô, nó sẽ bón. Đây là cống nước uống, đây là cống cống này là cống lúa, cống này cống cát và cống thức ăn. Thì cái lồng này thì các bạn nên nhớ là nó đạt tiêu chuẩn nếu như các bạn có điều kiện làm như thế này. Đây là phần chốt cửa, đây là phần xương sắt, đây là phần lưới, lâu lâu cũ lại bện thêm một lượt nữa vào. Chiều dài của nó rơi vào tầm 1 mét, 1,4 m, chiều cao khoảng 1 mét. Từ sàn đô đến 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 cái trần, mái trần. Và mái trần thì các bạn dùng làm mái tôn như thế này hoặc là mái lợp, nhưng mà không nên lợp lá, lá nó sẽ có nhiều dệt tùm không thích, mà để thoáng. Thì đây là mái tôn, khung này là bằng mái cũng kèo khóa giam tứ trụ đầy đủ. Làm này thì nó hơi bất công tí nhưng mà nó đẹp mà nó được lâu. Thì anh em có thể là theo cái mô hình này thì mình chia sẻ, anh em có thể làm theo một chút cũng không sao đó. Mặc dù là lâu lâu thì mình thấy nó gì thì mình lại bệ lại. Và cái mặt này nếu như mà các bạn được còn nó ấp đẻ, các bạn nên che mặt này. Thì phần dưới đây dưới này là sẽ tắm nắng đó. Thì mái này hình thù của một cái lồng chim sinh sản, thì các bạn có thể nhìn sơ bộ nó như thế này đó. Thì là các bạn mình chia sẻ như vậy để các bạn nuôi nuôi cùng nuôi cho vui. Thì cứ mày mò chưa chả chả đi ngủ, quanh quanh lâu lâu để làm ra một tác phẩm chia sẻ cho anh em đó. Thì anh em có thể cùng 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 nuôi. Cái phần này thì mình làm hơi công phu, nhưng cái phần sắt này rất là chắc chắn đó. Các bạn hàn khung sắt, cái này là cái ốc làm bản lề luôn đó. Nên các bạn làm này, mục đích cho mình làm được cái này là rất là tốt, chim nó sẽ không bị rét, không bị gió và gì, chim ấp cũng sẽ yên tâm hơn. Mình cho ăn cho uống ở dưới này, nó sẽ che kín cái phần trứng, nó giấu trứng giấu con. Phần mái này các bạn nhìn thấy không? Mà làm rất là chắc chắn, rất là đẹp đẽ. Che nắng che mưa này nó cũng được rất là lâu, phần gỗ này này đó. Thì các bạn cố định chặt cái lồng quạt treo đu đưa này, mà cố định chặt cái rổ vào cái, nếu cần thiết thì các bạn có thể kiếm một cái cây chống 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 từ dưới sàn xuống, chống từ dưới sàn chống vào cái rổ cũng được, nhưng mà thấy đây mình thấy nó chắc chắn rồi, không vấn đề gì cả. Ok.
Thì nếu như quý vị và các bạn thấy bổ ích thì hãy đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay của Thao với địa chỉ là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, ngay chỗ gần cổng trại đà điểu Thụy Phương, gần chỗ khu du lịch Quang Xanh Suối Tiên. Và số điện thoại của mình là 0163 530 9882. Mình đi sâu vào phát triển vườn chim cu gáy tại miền Bắc. Anh em có thể là giao lưu, chia sẻ trên cái diễn đàn này, hoặc là có thể mua chim giống của mình, từ chim bố mẹ sinh sản đến chim non giống, chim non bón, hoặc là chim biết mổ rồi, hoặc là có thể là chim chim gù khách, hoặc là chim mồi mồi cây hoặc mồi đất, hoặc là có thể là một vài chú chim lạ, chim mơ đầu, hoặc là chim hồng, chim xanh, hoặc là chim xám. Có tất cả những cái gì về chủ đề chim cu gáy. Hy vọng rằng tất cả những ai đam mê sẽ cùng tham gia đóng góp trên một cái diễn đàn chung để thỏa đáng niềm đam mê. Cuối video mình không nói gì hơn, một cái sự chia sẻ nhỏ nhỏ. Mong các bậc tiền bối có thể thông cảm, và những ai có thể là đang chơi thì có thể làm theo, hoặc có thể gọi cho mình để mình tư vấn thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nên nhớ hãy có ý kiến, hoặc là có thể là đăng ký kênh của mình, hoặc là có thể gọi điện cho mình để mình sẽ tư vấn, mình cũng sẽ nhiệt tình thôi. Ok, cái video này hôm nay là cái chủ đề là cách làm ổ cho chim sinh sản, chim cu sinh sản. Chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả. Mà tiếp theo là mình cũng tiện thể, video nó cũng chưa đủ độ dài 10 phút, mình chia sẻ luôn với anh em là trong này là con chim mái mình vừa mới thả luôn vào. Cái chim mái này là chú chim mình nuôi từ nhỏ lon lên, và nó đã đẻ được một vài lần trứng rồi, nhưng mà mình nuôi cái trưởng thành rồi, độ căng cũng tương đối rồi. Và đây là chú chim chim trống của mình. Đó, thì về cách ghép thì các bạn có thể là để như thế này, và sau khoảng một thời gian, có thể là một tuần vài ngày, thì các bạn cho anh em đã, thì sau một thời gian chúng sẽ có thời gian để mà tìm hiểu nhau. Mình cứ nói là nam nữ ấy, tìm hiểu nhau. Thì đây là thời gian chúng tán tỉnh nhau, làm quen với nhau. Và các bạn nên cho ăn lúa là ngâm một ngày một đêm và phơi khô để vào chum, cộng với cho ăn cái hạt lạc các bạn rang lên, và các bạn đờ dã như kiểu dã muối vừng để vào. Lạc nó có chất dầu và chất vừng, lúa ngâm cộng với một ít cám đẻ nữa. Các bạn cho ăn đẫy trong vòng khoảng một nửa tháng thì ắt con chim mái nó sẽ rất là căng. Còn chim trống cũng cho ăn lúa ngâm, và đặc biệt là các bạn có thể dùng cái giá, cái rau giá mà các bạn cho nó ăn thêm, hoặc là vắt cái nước của nó ra cho nó uống cùng với cái lượng uống hàng ngày của chúng. Như lúc này đây là có hai con nó đã có hướng về nhau rồi. Đó, hai con này nó đã có hướng về nhau, muốn sang nhau rồi. Mà bao giờ đến cái thời điểm mà con trống nó gù nhiều, hoặc là con mái nó cứ quảnh, hai con cũng quảnh đầu vào nhau và muốn gần với nhau, thì các bạn nên thiết kế một cái cầu bộ sát vào nhau để cho chúng đứng, và chúng rỉa mỏ vào nhau, chúng nói chuyện với nhau về ngôn ngữ, chúng tán tỉnh nhau. Và bao giờ các bạn thấy nó như một đôi chim yên ương thực sự thì các bạn sẽ thả vào, để tránh các bạn thả vào luôn nó sẽ bị sốc, và chim nó đã đánh nhau một lần thì nó quen đánh nhau. Thì đây là một cái kỹ thuật ghép đối với bản thân mình, nó là cũng là từ cái việc đi vào thực tế, chứ không có cái tính giáo huấn hay là chỉ bảo gì ai cả, mà đây là cái sự chia sẻ chân thành. Giờ này đây là lúc 1 giờ chiều, mình cũng chuẩn bị dây thép kìm rồi một số những cái từ cách quấn ổ, treo ổ đến lúc thả chim, và cách ghép chim như vậy. Hy vọng rằng sẽ đóng góp một cái màu sắc, một cái kinh nghiệm nho nhỏ của bản thân mình vào cái diễn đàn những người đam mê chim cu gáy. Hy vọng rằng các bạn sẽ có được những cặp chim vừa chơi cu khách, vừa sinh sản. Nếu như các bạn còn chưa hiểu hoặc là thắc mắc cái gì, có thể liên hệ cho mình
theo số điện thoại là 0163 5305982. Mình tên là Thao, mình cũng là rất là thích, rất là hợp, rất là thích những người vừa chim cụ đó. Thì mình đi sát camera quá, em chim trống nó có cái phản ứng, nhưng không sao, mình đứng lùi ra xa một chút thì sẽ hết. Thì một lần nữa thì các bạn cũng cái loài chim cu gáy này là cái loài mà thực sự là nhiều người cũng đã đề cập đến vấn đề nuôi sinh sản, nhưng mà 10 người thì những người nuôi thành công cũng không không phải là nhiều. Mà con chim này thì thực ra là nó rất thân thiện, thì các bạn nên thử ghép cho mình một hai đôi để ở trước hiên nhà như nhà mình đây. Hiên nhà đây là cái sân, đây là cái ao đó, dưới bóng một cái tán cây, và bên này là một cái chuồng chim đó. Đó thì ở chỗ này là uống nước trà đá, rồi bên kia cũng chim, và một vài chút hương vị quân viên như thế này, thì các bạn thấy là cuộc sống thật là thi vị đúng không ạ? Cuộc sống thật là mặc dù mình không phải là người có tiền, nhưng mình sẽ có cái phong cách của mình cũng sẽ có cái niềm vui của mình. Và các bạn thấy là gì, những chú chim này là những người bạn đồng hành, mang lại được cái giá trị tinh thần cho mình đó. Mà các bạn có thể thấy là những chú chim đấy mình đang nói đấy, rồi chúng đã gáy gọi họ, mình biết một mười mươi rằng là chúng sẽ gắn bó với mình rất là lâu. Đây là một chúng sẽ gù như vậy, và bên này cũng như là những chú chim đó. Đây là những cái chia sẻ của bản thân mình. Kia là những chú chim hậu bị, và đằng sau là những chú chim bố mẹ sinh sản, và đằng sau nữa là một vườn chim, hay còn gọi là một trang trại chim nhỏ nhỏ. Và đây là chú chim này là tự giác lên lồng trần, mình thả ra ăn uống quanh quẩn, rồi lúc nào tối lên đây ngủ đó. Đó là cái sự gọi là huấn luyện từ nhỏ. Đấy, chú chim này đây là ngôi nhà của chúng tối chúng tự về đây chúng ngủ đó. Nhiều bạn mình đang nên nhiều bạn bảo là nó sẽ đi, nhưng thực sự các bạn là mình yêu nó yêu mình, không bao giờ nó đi cả. Các bạn thấy là chú chim này mình có thể là chia sẻ với các bạn là chú chim này là mình nuôi từ nhỏ rất thuần. Các bạn có thể thấy là mình có thể di chuyển ở đây, chúng vẫn rất là hồn nhiên. Và các bạn thấy là gì, mình thò tay vào mình sờ rất là hồn nhiên, nó như một chú chim gỗ luôn đó. Các bạn thấy không, rõ ràng đây là một sự trả về sự tự do đó. Mình biết là cánh đuôi rất là ok, rất là thuần rồi, mình có thể là thả ra, thả ngay lúc này đây. Các bạn có thể thấy là nó không đi đó, nó lại bộ xuống đất đó. Thì một khoảng một tiếng nữa hoặc là tối đến là nó lại lên trên cây cây cái lồng này. Cái lồng này không phải cái gì cầu kỳ cả, đơn giản nhất là nó chỉ có một vài cái bãi phân. Chim này nó sẽ mùi phân và nó sẽ gì nhớ chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ đó. Chòm mây nơi lửng giữa từng không, đó là thật là thi vị, một câu thơ mà mình cảm thấy tâm đắc. Con chim nó muốn ngủ, nó phải tìm đến những chỗ yên ấm, chỗ quen thuộc, chỗ mà nó có thể là bậu quen nhẵn cái cành cây đấy, ở ngoài thiên nhiên nó cũng ngủ mãi cái chỗ đấy, hoặc là có thể là nó ngủ ở khu vực đấy. Thì các bạn thấy là những chú chim này là thật là đáng yêu, chúng là những người bạn mình trả cho nó sự tự do, nhưng mà nó không bỏ mình nó đi. Nhiều bạn không tin cái điều này, nhưng mình tin chắc rằng nó sẽ. Và đây là những cái chuồng mà mình muốn cải biên hơn để cho nó đẹp hơn, và nó nhìn trông nó mỹ quan hơn. Thì mình đã cải biên từ cái tác phẩm kia sang sản xuất tác phẩm này. Thì các bạn thấy là chú chim, hai chú chim này tiếp theo một thời gian sau khi chúng vào đôi, thì mình sẽ thực hiện những cái clip tiếp theo về cách chăm sóc và cho ăn, cũng như phòng bệnh và những cách cho ăn giai đoạn chim đang ấp như thế nào, chim đang nuôi con như thế nào. Thì chúng ta có thể là dần dần chúng ta có thể là có những cái tác phẩm vô giá của bản thân mình. Một lần nữa, Thao chim cu gáy miền Bắc, không biết nói gì hơn.
Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thao trong thời gian vừa qua và đã đăng ký cũng như đã có những ý kiến comment, có những bài viết tương tác với mình trên kênh Facebook là Chim Cu Gáy Hay và kênh YouTube là Chim Cu Gáy Hay. Mình luôn luôn sẵn lòng chia sẻ và luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn cùng các bạn đến cái tận cùng của cái niềm đam mê chim cu gáy này. Thân ái chào tạm biệt, chúc các bạn thành công trong cuộc sống.